thì Úc là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến với các trường học có tiếng trên thế giới, chương trình học phong phú từ học nghề, học thuật hay là nghiên cứu. Chương trình cử nhân có thể được hoàn tất chỉ trong vòng 3 năm, ngoại trừ cử nhân trong các lĩnh vực kỹ thuật và y khoa, so với 4 năm nếu học tại Mỹ. Chương trình thạc sĩ của Úc thường thì chỉ từ 1 năm đến 1 năm rưỡi tùy khóa học. Bạn có thể chọn học thạc sĩ mang bằng đôi để có được 2 bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 2 năm. Gần đây thì với chính sách mới của chính phủ Úc thì chi phí không còn là trở ngại. Các trường đại học tại Úc đang có rất nhiều chương trình ưu đãi học phí dành cho sinh viên Việt Nam. Ví dụ như là Đại học James Cook tại Brisbane, bang Queensland, Đại học James Cook với chất lượng đào tạo 5 sao, top 4% đại học hàng đầu thế giới, đang trao học bổng 80 triệu đồng Việt Nam cho các chương trình cử nhân và 40 triệu đồng Việt Nam cho các chương trình thạc sĩ. Ngoài ra thì các bạn còn được tặng một khóa học tiếng Anh 10 tuần và một vé máy bay một chiều đến Brisbane. Trong suốt quá trình học thì mỗi môn học đạt điểm xuất sắc 85%, sinh viên có cơ hội nhận học bổng hơn 50% học phí của môn học đó tại trường. Học bổng chương trình đại học lên tới 25.000 đô Úc và thạc sĩ lên tới 18.000 đô Úc trong suốt quá trình học. Về chính sách visa mở của Úc thì như sau. Chính sách Úc hiện đã áp dụng chính sách mở trong việc cấp visa du học. Một trong những điểm đáng chú ý là du học sinh bậc đại học được xếp vào nhóm đối tượng ưu tiên, với hơn 41 trường đại học được lãnh sự quán Úc xem xét hồ sơ visa ở cấp độ 1, đồng nghĩa với việc du học sinh không cần nộp giấy tờ chứng minh tài chính. Việc xin cấp visa du học Úc trước đây vốn nhiều trở ngại thì nay càng dễ dàng hơn so với trước đây rất là nhiều. Bên cạnh đó thì với chính sách mới về việc làm thêm cho du học sinh của Úc thì du học sinh tại Úc có thể linh hoạt sắp xếp được thời gian học tập và làm thêm. Theo đó, giới hạn thời gian làm thêm của sinh viên là 40 giờ cho 2 tuần. Nếu tuần thứ nhất sinh viên bận học nên chỉ có thể làm 5 giờ. Tuần kế tiếp thì sinh viên có thể làm 35 giờ. Với chính sách này thì việc làm thêm có thể mang lại cho du học sinh tại Úc mức thu nhập từ 800 đến 1.200 đô Úc một tháng, góp phần giảm thiểu chi phí trong quá trình học tập và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này. Đặc biệt thì du học sinh đã tốt nghiệp đại học sẽ được phép ở lại Úc trong vòng 2 năm với thu nhập tối thiểu là khoảng 35.000 đô Úc trong một năm. Về mọi thắc mắc về vấn đề trên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất, hoặc bạn cũng có thể gọi về số 083 848 4879.